Thưa quý vị, bão Noru được dự báo là cơn bão di chuyển rất nhanh và cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng đến cả thời tiết biển và đất liền của nước ta. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố đã khẩn trương triển khai ngay công tác phòng chống bão số 4 đến công an các đơn vị địa phương. Và ngay trong tối ngày 25 tháng 9, các hoạt động đảm bảo cho nhân dân được tổ chức đồng bộ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng xấu có thể xảy ra. 23 giờ, các lực lượng của Công an thành phố, đặc biệt là công an các đơn vị địa phương đã chủ động rà soát tình hình, cắt cử lực lượng kiểm tra tại các khu vực xung yếu, nơi có tàu thuyền neo đậu. Các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông công an thành phố tổ chức tuần tra và hỗ trợ ngư dân tại các khu vực ven biển như Măng Thái, Thọ Quang, An Hải Bắc. Trong đêm, tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố đã hỗ trợ được hơn 20 hộ dân đánh bắt gần bờ có thuyền thúng còn để trên biển vào nơi tránh trú an toàn. Nghe thông tin bão tới mà mình có một cái thúng đây mà mình khiêng lên không nổi mà nhờ mấy anh cơ động đồ hỗ trợ mình đưa lên bờ rồi mình cũng yên tâm rồi. Cũng là ở đây cũng có mấy cái thúng bà con ở đây nữa, mấy anh đưa lên hết luôn rồi. Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương kiểm tra các phương tiện và công cụ chiến đấu để khi có yêu cầu hay tình thế phức tạp của mưa bão có thể hỗ trợ giúp đỡ được người dân kịp thời. Nhiều tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn, cũng tổ chức tỏa ra nhiều khu vực dân cư để hỗ trợ chằng chống nhà cửa cho nhân dân, nhất là những hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Dạ, ngay lần trước là cũng có là bão cũng vẫn ở trong, nhưng mà tối nay trong đêm các anh cũng đã trực đêm đồ cũng vẫn đi hỗ trợ cho người dân, cũng rất là cảm ơn các anh rất là nhiều. Trong thời gian đánh bão Noru đổ bộ vào miền Trung thì lực lượng cảnh sát cơ động tôi thực hiện yêu cầu giám đốc thì chúng tôi trực chiến 100% và sẵn sàng hỗ trợ các cái trường hợp mà cứu nạn cứu hộ cũng như là người dân yêu cầu thì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Cơn bão số 4 được dự báo có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn tại các âu thuyền, cảng cá là nơi tránh trú bão, công an các địa phương còn tổ chức rà soát các nơi trú ẩn cho người dân tại nhiều trường học trên địa bàn để có thể tiếp nhận và tổ chức di dời hộ dân ra khỏi khu vực xung yếu nguy hiểm trước khi cơn bão Noru đổ bộ.